Cảm ơn, cảm ơn. Đây, 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 đây. Chiếc Koji với khả năng lùi xe khiến cộng đồng mạng cười ngất. Đây là chiếc xe có 102 trên thế giới, chạy bằng động cơ và thịt, với khả năng đi lùi không một chiếc xe nào sánh bằng. Giới thiệu với cả nhà, một chiếc Koji tên xám. Mọi người nhìn cái chỗ hở ở giữa kia kìa, cũng rộng mà ha. Mình đi vô đi ra cũng thoải mái bình thường thôi. Nhưng với con xám thì không, thấy nó trông khổ cực hết sức. Đi vô thì được, chứ đi ra là phải lùi lại như này nè. Đâu có cua đầu xe được đâu. Cũng tại ai, thân gì đâu mà ốm yếu tông teo quá nên nó mới vậy. Cứ mỗi lần nó lùi là mình được phen cười ngất. Mấy cái ngấn mỡ nó cứ rung lên bần bật. Đoạn đường hạn chế quay đầu mà sen cũng có ít ác lắm. Mẹ thì đứng đầu này, bố thì đứng đầu kia. Cứ xám một tiếng là thằng nhỏ phải cong mông đi về phía người đó. Đã thân thể cồng kềnh rồi mà còn bị hành. Nhìn mặt nó lúc này kiểu, vậy vô nữa hả? Nên vô không? Nhưng đó là mẹ mình, thôi vô. Nhìn cũng đấu tranh tư tưởng dữ lắm, chứ lần lùi xe là lần khó khổ. Nhưng mặc kệ mọi thứ, vẫn cứ nghe lời mẹ thôi. Tuy hơi mập nhưng được cái dễ thương, vẫn cứ là đúng chuẩn sái ca, đúng không nè? Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng, chân của tao còn dẻo khi Nike của tao đang phóng. Kể từ khi tao bắt đầu rap, không bài nào của tao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.